Rồi mình trò chuyện nhanh nha. À, khi trò chuyện anh nhìn vô đây ha, thoải mái ha, mình thoải mái, mình cởi mở ha anh ha. Rồi anh có thể giới thiệu tên tuổi của mình cho cô chú anh chị biết ha, anh ha. À. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hiệp, Dạ. đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh Hiệp năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là 63 tuổi. Ồ, 63 à? Đúng rồi. 63 mà trong anh Hiệp trẻ quá vậy này. Sinh năm À, trẻ quá 58. ha. Người ta có thường khen anh Hiệp trẻ Cũng có không? Cũng bạn bè có. cũng nói trẻ. Dạ. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ thì anh Hiệp đang làm công việc gì? Bây giờ thì Hiệp đang kinh doanh hàng bãi Nhật. À, hàng bãi Nhật. Vâng. À, tức là đồ giống như điện tử này, này kia đó Đúng rồi, anh phải rồi. ha. À, ngày xưa em có thời gian cũng mê cái đó lắm á. Khoảng năm chín mấy là mấy cái đó thịnh hành lắm á anh ha. Dạ. Vậy thì công việc đó thì hiện tại bây giờ thì anh thấy sao, nó có ổn không? Công việc đó thì bây giờ nó cũng khó khó làm hơn mấy năm trước, Khó nhưng hơn mấy mà năm cũng trước. sống được. Thu nhập này kia chắc cũng cũng khá anh hả? Cũng được anh. Dạ. Nhập thì cũng tùy tùy theo tháng. Dạ. Tùy theo hàng hóa, phụ Dạ. thuộc vào hàng hóa. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ thì anh Hiệp đang còn sinh sống với những thành viên nào trong gia đình mình? Hiệp thì có một lần gia đình mà đã đổ vỡ rồi cách đây 30 năm, mà coi như là không có con cái. À, không có con cái anh. Vâng, hai vợ chồng sống với nhau chưa được 1 năm là chia tay. Dạ. Vậy rồi hôm nay thì anh Hiệp đến gặp em thì anh Hiệp có cái nguyện vọng gì? Hôm nay thì gặp anh Tuấn Vĩ, cũng nhờ bên anh Tuấn Vĩ Dạ. giúp đỡ, cũng như Hiệp coi ở trên mạng đó, Dạ. coi thấy cái chương trình của anh Tuấn Vĩ đó cũng hay. Dạ. Thì nói đúng ra thì ở ngoài cũng rất khó mà chọn lựa, cũng như là lên nhờ anh Tuấn Vĩ thì có cái điều kiện nó sẽ dễ hơn. Dạ. Vậy thì trong thời gian qua đó thì anh Hiệp đã chọn cho mình được một người nào vừa ý chưa, hay là anh muốn giới thiệu về mình để kiếm người cho nó phù hợp? Dạ. Hiệp thì cũng lớn tuổi rồi, cũng cầu mong có một người bạn cho nó phù hợp, Dạ. có nghĩa là chăm sóc với nhau Dạ. trong lúc mà sau này thì lớn tuổi rồi thì cũng không còn ai hết, Dạ. Hiệp sống một mình thôi. Vậy rồi anh có e ngại lấy vợ xa hay là vợ gần, hay là tuổi tác bao nhiêu thì anh có thể bày tỏ anh muốn tuổi tác khoảng là bao nhiêu đổ lại? Người đó thì tuổi tác khoảng 50 mấy là cũng được, hàng năm trở lên là được chứ không sao hết, tại vì Hiệp Rồi cũng anh già rồi. rồi anh có muốn dần thân tỵ hợi này cái gì không? Không quan trọng. Không quan trọng. Vậy là trong thời gian qua đó thì anh chưa có em bé, chưa có con, về anh có mong mỏi nhiều không anh có mong mỏi có con Cái đó cũng không biết được. không? Bây giờ chắc có con cũng khó rồi. Anh có mong muốn là lấy một người vợ trẻ trẻ tuổi để mình có thể sinh con này kia không? Trẻ thì nói đúng ra Hiệp đụng chạm một lần rồi, Hiệp bây giờ cũng hơi ngao ngán. À, hơi ngon á. Vâng. Nên là cứ chọn theo cái tuổi như anh vừa vừa nói ha. Tuy nhiên là em hỏi đây thì cũng mang tính chất tham khảo thôi. Còn khi va chạm thực tế rồi đó thì là nó là một cái chuyện khác. Đôi khi có thể là người đó cũng nhỏ nhỏ tuổi hơn dự định, nhưng mà ngược lại đôi bên hợp nhau thì cũng ok. Đúng Rồi, rồi, hoặc là có thể là đôi khi lớn lớn tuổi một chút nhưng mà ngược lại hợp nhau phải và rồi. mọi cái điều kiện nó cũng thuận lợi thì mình cũng ok anh ha.
Vậy bây giờ mà lập gia đình đó thì trong cái công ăn việc làm này kia thì anh còn muốn là phát triển thêm không, hay là mình đã có điều kiện để mình nghĩ đến cái chuyện là nghỉ ngơi rồi này kia chưa, hay là mình còn phải gọi là mưu sinh? Bây giờ thì mình thấy mình còn sức khỏe thì mình cũng vẫn cố gắng mình làm, tới lúc nào mà mình cảm thấy làm không được nữa thì thôi nghỉ. Nhưng hiện tại thì Hiệp cũng có kinh doanh ít đất đai đó, mà làm thêm vậy. Còn vậy thì nếu một mai mà lập gia đình đó thì cái nơi ăn chốn ở hiện tại của anh thì nó có được thuận lợi không? Thì cũng thuận lợi, không có gì trở ngại hết. Anh đã có nhà cửa ở Sài Gòn chưa, hay là anh còn ở thuê mướn, hay là ở cùng ai? Ở nhà này là nhà của Hiệp, ta ở một mình đó. Rồi kinh doanh tại nhà luôn hay là kinh doanh một cái ốt Không, mới? kinh doanh thì ở ngoài đường 3 tháng 2, Đường 3 tháng 2. bán ngay quận 10. Chắc là cái chỗ mà Nhật Tảo này kia đó Đúng anh rồi, ha, đúng rồi, ở chợ. Lý Thường Kiệt này kia Phải rồi. ha. Cái khu vực đó là khu vực điện tử á. Một mai nếu mà lập gia đình đó thì anh có mong muốn là vợ sẽ cùng mình để làm cái công việc hiện tại không, hay là anh muốn vợ làm một cái công việc khác? Cái đó thì chắc chắc tùy tùy theo trường hợp mà giải quyết. Tùy theo trường hợp chứ cũng không nhất thiết là phải Đúng rồi, làm theo mình anh ha. đúng rồi, ai thích cái gì thì làm cái đó. Đúng rồi, ai thích gì làm đó. Cá nhân anh thì nếu một mai mà chị lấy phải một người vợ mà bên chị vì lý do mà không có theo chồng được, thì nếu mà nói anh theo vợ thì cái điều đó thì anh có sẵn sàng không, hay là anh có e ngại gì việc theo về ở bên vợ không? Cái việc đó thì không sao, Cái quan điểm đó thì quan điểm cũng đó thì mình sống có mình thì đi đâu cũng được, cũng không có sao anh ha. và không có không ai gò bó hết. Trong cuộc sống vậy thì anh Hiệp làm cái công việc đó thì có bị áp lực về thời gian nhiều hay không, và có thời gian dành cho bản thân mình để đi du lịch đâu đó, hay là đi uống cà phê hay là này kia không, hay là mình cứ bị áp lực về thời gian? Công việc này á, thì nó không có bị ràng buộc cái gì hết, tại vì mình làm cho mình thích mình làm, mình không thích thì mình nghỉ thôi, Giống không có như gò hôm nay bó. đi thì sao? Hôm nay đi thì anh đóng tiệm Mình lại đóng hay cửa sao? thôi anh, Đóng đóng cửa cửa. lại. Thì hôm nay thì em cũng ghi nhận cái thành ý của anh. Anh đã bỏ thời gian ra để anh đến đây để mà ghi nhận cũng như là kiếm một ý trung nhân. Thì một cái việc làm hết sức là nghiêm túc, cũng như là anh đã trải qua được cái thử thách đầu tiên. Thì em ghi nhận để xem sau này có ai muốn làm quen kết hợp với anh, muốn làm quen với anh thì em sẽ báo cho anh hay. Rồi anh Hiệp còn muốn cởi mở điều gì thêm, hay là còn muốn bày tỏ gì thì anh cứ tự nhiên. Còn nếu mà thấy nó cũng vừa đủ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện, và chúng ta sẽ chờ đợi xem cái duyên nó đang nằm ở đâu. Mà rồi được rồi, rồi nói tóm lại thì nói ngắn gọn cũng đủ rồi. Rồi ok anh Rồi ha. Mà nhìn thì có vẻ như anh Hiệp hơi hơi ít nói ha, hơi trầm đúng tính rồi, ha. đúng rồi, hơi ít nói Ở nhà cũng vậy ha anh. cũng vậy, cái tánh hồi xưa giờ. Nhìn anh Hiệp thì nhìn nghiêng nghiêng có nét giống Vân Sơn. Có ai nói Có nhiều người lúc trẻ thì nói giống giống mấy ông đóng phim, bây giờ già rồi không biết làm Có nét cái giống sao. danh hài Vân Sơn á. Vâng. Ok anh, vậy mình chào tạm biệt nhau anh ha. Rồi 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 có tin gì em báo cho anh Hiệp hay ha. rồi Rồi ok, chào anh nha. rồi cảm ơn anh Diễn. Ok, rồi chào anh. Rồi mình trò chuyện em nha. Em có thể cho cô chú anh chị biết tên tuổi của mình em ha?
Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Tấn Vĩ, chào cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Em tên là Trần Hữu Danh, sinh 1982. 82 còn trẻ ha. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ thì Danh ở nhà còn làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh buôn bán gà đá. Vậy hả? Dạ. Nên có đá gà không? Dạ không, trước thì có nhưng mà bây giờ thì chỉ bán thôi. Vậy là mình nuôi nó rồi mình bán cho người ta. Dạ đúng. Nuôi được nhiều không? Dạ nuôi khoảng 30 ba ngoài con. Ồ, ngoài 30 con á hả? Dạ. Mà anh nghe nói cái gà đó là có nhiều con, nó có giá trị lắm phải không? Dạ đúng ạ. Từ trước giờ em nuôi thì cái con có giá trị nhất là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ 10 mấy triệu. À 10 mấy triệu. Dạ. Con đó là em thử tả cho anh coi nó là có những cái đặc điểm gì mà nó lại mắc tiền vậy? Dạ thì kiểu như cái đó là em chỉ mua lại của người ta, rồi anh em quen biết, rồi cái về cái mình bán lại. Mà thường con gà mắc tiền thì với con gà rẻ tiền thì mình phân biệt nó ra làm sao em? Nó có đặc điểm gì? Dạ thường thì con gà nó mắc tiền thì nó nhiều cái yếu tố lắm, nhưng mà trước nhất là nó đẹp. Dạ lông nó, mới. Nó cũng giống như con người ta vậy ha. Dạ. Cô nào đẹp thì cô đó có giá trị ha. Dạ. Vậy thì nó cái lông nó mượt hơn hay sao? Dạ đúng rồi. Ngộ ha. Dạ. Giả dụ như mình người dễ đam mê thì nhìn mình biết, như anh Tấn Vĩ thì nhìn chắc chắn con nào cũng như con nào. Đúng rồi, chắc nhìn con nào như con nào chắc. Dạ. Không biết nè. Khi chuyên sâu vào thì mới biết đúng không em? Dạ. Rồi cái công việc đó thì hiện tại thì nó có đem lại thu nhập cho em tốt không? Dạ tốt ạ. Dạ. Vậy mình ước tính sau một năm hay là sau một vụ mùa hay là sau mình ước tính làm sao? Dạ cái đó thì kiểu như là nó thu nhập thì cũng ổn anh chị. Bây giờ thì trong gia đình thì em còn sống với những thành viên nào trong gia đình Danh hả? Dạ là không giấu gì anh chỉ là em sống chung với ba mẹ, với thằng em, với nhỏ em dâu luôn ạ. Với em là gà trống nuôi con. Là em hả? Dạ em đúng. Là gà trống nuôi con. Dạ. Vậy thì tình trạng hôn nhân của em thì như thế nào? Dạ cách đây 2 năm thì vợ em, nói chung là vì hoàn cảnh em khó khăn, vợ bỏ ra đi. Vợ ra đi. Rồi con em bây giờ đã bao nhiêu tuổi? Dạ bé lớn được 7 tuổi, bé nhỏ thì được 3 tuổi. Ôi trời, con nhỏ vậy hả? Dạ. Cũng căng cho em quá ha. Dạ. Vậy thì bây giờ em đi làm thì ai trông em bé này kia cho em để em lo công việc của em? Dạ cái đó thì trong gia đình mẹ em với nhỏ em dâu đồ có phụ đồ tiếp. Dạ. Với cái công việc của em á, thì nói chung là nó thời gian nó cũng khá là rảnh chứ cũng không có gò bó. Vậy rồi trong tương lai đó thì em tính như thế nào và em mong ước có một ý trung nhân như thế nào? Dạ trong tương lai thì nói chung là em nhờ anh Tấn Vĩ cho làm cái nhịp cầu nối để em tìm một mảnh ghép còn lại của em. Chứ lên đây cho em được trải cái lòng của em. Ví dụ như có người nào đó mà thấy đồng cảm với em thì kết nối với anh Vĩ. Nhưng mà em mong muốn người đó sẽ là tuổi tác bao nhiêu, khoảng bao nhiêu, rồi là làm công việc gì, hay là có những cái yếu tố gì để cho nó phù hợp với cuộc sống của em hiện tại? Dạ theo em thì em không có đòi hỏi gì hết trơn á. Chủ yếu là cái người đó đạo đức, sống dung hòa, biết kính trên nhường dưới. Còn ví dụ nghề nghiệp thì nghề nghiệp gì em cũng tôn trọng hết. Dạ. Em thì không có làm gánh nặng cho người ta về cái nghề nghiệp, tại vì em có thể là đi chỗ khác em sinh sống em vẫn
kiếm thu nhập được riêng bản thân em. Rồi một mai là nếu lập gia đình rồi á, thì em tính là vợ chồng sẽ ở chỗ nào? Dạ là tạm thời thì em có cắt một cái trại gà với có được một cái căn phòng nhỏ nhỏ. Ví dụ như mà người đó không có chê về cái hoàn cảnh của em thì tạm thời về đó ở đỡ. Nhưng mà cái tài chính thì có thể là em ổn, em có thể là lo được. Không phải giàu sang gì hết nhưng mà cũng là tạm ổn. Thật ra thì cuộc sống đó thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Dạ. Em tâm sự ra thì mới thấy được hoàn cảnh của em thì trước mắt cũng rất là khó khăn về về mọi mặt. Đặc biệt nhất là cái người cùng chung sống để lo toan với mình để mà xây dựng cuộc sống cho nó ổn định. Em cũng hơi khó khăn ở cái chỗ là con còn nhỏ. Nên thôi thì đường nào thì mình cũng đã cởi mở và trò chuyện. Thì để thử xem cái duyên nó tới đâu. Bây giờ cũng không có dám nghĩ gì xa hơn hay cũng không dám hứa điều gì mà cũng không có dám khả thi cái điều gì cả. Cho nên là thôi được rồi, anh sẽ đăng clip này lên cho em để xem cái duyên nó tới đâu. Coi nếu có ai mà có ngỏ ý thì có chung cái chí hướng á, thì anh sẽ báo cho em hay. Ngoài ra nữa thì em có nguyện vọng gì thêm để bày tỏ nữa thì em cứ tự nhiên. Còn nếu mà thấy trước mắt thì ghi nhận cái cơ bản như vậy đã rồi tính sau thì mình gửi tới cô chú anh chị lời chào rồi mình tạm biệt nhau trong buổi trò chuyện này. Thì em cũng nói là ví dụ như mà thật sự cái người nào đến với em, ví dụ như họ muốn em về ở cùng bên kia thì em có thể gửi con em lại cho bên nội và chị. Tại vì con em rất là ngoan, ở nhà cũng nói rồi, nếu mà thật sự mà em tìm được một nửa còn lại mà phù hợp thì cha mẹ em nhận nuôi hai bé như cả chị hai của em nữa. Còn ví dụ như mà đi đâu đó xa thì ví dụ người đó thật sự phù hợp thì các em cũng không là một cái gánh nặng cho người ta, tại vì cái nghề nghiệp em ổn định. Thì với cái nữa là em anh Tấn Dĩ kết nối cho em tìm cái người lớn tuổi hơn em. Em muốn người lớn tuổi hơn. Đúng rồi, tại vì cái tuổi đó là người ta chững chạc, suy nghĩ của người ta nói chung là nó chín chắn. Còn em thì nói chung là 40 tuổi nhưng mà em thật sự là cảm nghĩ là em cũng đủ chín chắn, chững chạc chứ không phải còn nông nổi. Cho nên là ví dụ người nào thật sự đến với em thì trước nhất là người ta chân thật, chung thủy với kính trên giường dưới. Còn ví dụ như nghèo giàu thì không có quan trọng vậy. Ok, thì cái nguyện vọng của em thì anh ghi nhận. Rồi mình chờ xem cái duyên mình nó sẽ tới đâu. Em ha. Vậy là danh là ở dưới Phụng Hiệp, Hậu Giang ha. Rồi ok nha em nha. Rồi có tin gì anh sẽ báo cho em ha. Cuối cái clip này em, cuối cái cuộc trò chuyện này em cũng xin chúc gia đình anh Tấn Vĩ là dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Và cũng chúc cô bác gần xa trong và ngoài nước một năm an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Ok anh ha. Rồi chút xíu nữa em ghi cái số điện thoại vô đây cho anh nha, để có gì anh còn liên lạc với em nha. Rồi chào em nha. Chào anh Tấn Vĩ.